Hello, hello anh trai nha. Mình thích cách bán hàng của anh này. Comment ở đây. Nửa qua ủng hộ xong comment này. Chúc anh trai mình sức khỏe, thật thành công nha. Thì tất cả xe bên em bán đều có giảm, có bớt và có cho nợ. Nợ từ 10 triệu cho đến 60 triệu. Thậm chí xe lớn tiền thì nên cho anh em mình nợ 100 triệu luôn. Em không lấy 1.000 lãi nha. Cho nợ từ 1 tháng cho đến nửa năm. Đó, bao giờ anh em đủ tiền cứ qua đưa tiền lấy xe về. Không lấy 1.000 lãi của anh em. Và đặc biệt là có đổi xe, có giao lưu xe. Sau bán là anh em có thể quay lại cầm của em luôn cũng được, bán cũng được, đổi cũng được, sửa dịch vụ cũng được luôn. Đó, anh em muốn sao em chiều anh em hết nha. Đó, anh em đổi xe rẻ tiền hơn em bù lại cho anh em cũng được, hoặc là anh em bù lại cho em cũng được nữa. Tùy anh em mà thôi, anh em muốn sao cũng được và có dịch vụ giao xe tới nhà cho bà con mình luôn á. Thì anh em nào ở xa mà không có thời gian đi tới luôn thì anh em mình chốt cọc hoặc là qua xem cái nhân viên giao tới nhà. Bà cũng sẵn đây. Thì em báo với anh em mình luôn, bữa giờ vừa qua, thời gian vừa qua thì có nhiều anh em là mua xe giới thiệu bán mà không chịu nói, tới chừng khi mà bán xe xong rồi mới nói anh giới thiệu lấy hoa hồng. Thì lúc đó nhiều khi mình xét về tình huống mình cũng phải gửi, không gửi ít cũng gửi nhiều anh em. Cho nên anh em mình rút kinh nghiệm, ví dụ dẫn khách qua anh em mình vui lòng alo em trước một cái nha, qua số là 0564717171. Đó thì em sẽ biết cách đó, để chừa lại chút đỉnh gì đó để gửi cho anh em bà con mình ha. Giới thiệu em mua, giới thiệu em bán đều có hoa hồng hết nha. Ok, cảm ơn em mình nha. Chúc em mình sức khỏe nha.